Xem được cái video này á thì em mong anh về phụ em để lo cho các con. Thời gian anh đi á hả, một mình em gồng gánh em lo cho các con cũng khó khăn rồi nọ, tại vì em không có gồng gánh nổi. Nên là anh xem được video này thì anh liên lạc cho mẹ con em và quay về với mẹ con em. Khi biết chị Loan mang bầu con thứ tư, người chồng nói đi xin việc rồi bỏ đi biệt tâm. Sau đó chị này được cộng đồng giúp đỡ và hạ sanh một bé gái rất là dễ thương. Tới nay thì em bé đã được 5 tháng tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa gặp mặt cha. Thì chị Loan có liên hệ với mình để mà nhờ đăng tin tìm chồng cũng là tìm công việc để lo cho các con. Đó, nhiều khi hỏi ba hoài. Em cũng không biết nói gì, em cũng nói là ba đi làm rồi. Ba đi làm rồi, để có gì ba về rồi ba về chế con nghe. Chứ em vậy giờ em cũng không biết nói sao, tại vì bé nó cũng chưa có biết gì nói sao với nó. Thì con bé này thì nó biết rồi, con bé lớn em thì biết, con bé này thì chưa biết, dụ dụ nó xíu nó cũng quên à. Dạo đó buổi sáng nữa mà chủ nhà đang lại đuổi luôn, là mẹ con em chưa có tiền đóng tiền trọ, cho nên là chồng nói để đi xin việc làm. Thì em cố gắng xin chủ trọ nhưng mà chủ trọ không có cho, thì là chồng em đi luôn. Tới bây giờ là mẹ con em bị chủ trọ đuổi ra ngoài đường ngủ, là mẹ con em ngủ ở đường Phạm Hùng mình á, ngủ đó, cỡ rồi. Đó là mình ở trọ chỗ khác đúng không? Dạ đúng anh. Là chồng nói là đi xin việc xong rồi đi biệt tâm luôn. Dạ. Tới nay là gần một năm rồi chứ gì dạ, nữa. Dạ đúng. Và sau đó là mấy mẹ con là không có nhà trọ, không có tiền để đóng nhà trọ nên là bị đuổi ra ngoài đường. Dạ. Thì quá trình mà sinh sống ngoài đường diễn ra như thế nào? Là em ngủ ở đường Phạm Hùng mình nè, coi như là cầu chỗ ngủ chỗ này chút, ngủ kia chút gì đó, chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ ngủ rồi ai kêu em làm gì thì em phụ. Ví dụ như có cô chú vì là người ta đang nếu như chất hàng lên rồi này nọ đó, cái là người ta kêu em mời vô, ví dụ như quét nhà hay là cái gì giùm cho người ta đó, là em phụ thôi. Còn cái là rửa chén á, nhiều cái chỗ khu đó em ở ngay cái khu đó là bán quán nhậu đó anh. Cái người ta nói em thôi vô gửi giùm cô ít chén ít dĩa rồi đi, rồi cái gì cô cho tiền, rồi cái em vô em phụ vậy đó. Là sống lang thang ngoài đường vậy đó, tối là ngủ ở vỉa hè luôn. Dạ, là ngủ trước nhà người ta. Ừ, nhưng mà anh chồng đi cũng khá là lâu rồi đó. Dạ. Mà đi từ đó bây giờ là không có một cái tin tức gì luôn. Dạ. Là mình có tìm hiểu, mình có hỏi thăm như thế nào không? Dạ, em cũng có nghe bạn nói là cũng có gặp chồng em á, nhưng mà em cũng tới để giống như gặp mặt để hỏi là vì sao vậy, lại em cũng muốn kêu về thì nọ thì không có gặp. Rồi là được tích tới bây giờ luôn. À, chồng của chị là tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? Dạ, chồng em tên trong là tên Nghĩa. Tên Nghĩa? Dạ. Là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, nó sinh 1993. 1993 là bằng tuổi mình luôn, là mọi người là 31, 32 tuổi á. Dạ. Nhưng mà khi mà chồng đi như vậy á, là chị có qua phía bên nội để mà hỏi thăm tình hình không? Dạ có hỏi nhưng mà bên bển nó không có về. À, phía bên nội có trợ giúp gì được cho các bé dạ, không? Thì lúc nãy mình cũng đó có cái sự hỏi thăm trước á, thì được biết rằng là chị Loan đây chỉ có 3-4 người con ha. Dạ. Trong đó thì có một cái người con riêng là bé lớn nhất á, là con là tên Vân hả? Dạ đúng rồi. Ở nhà biệt danh là Ti chị. Dạ đúng rồi. Năm nay là con 12 tuổi phải không? Và ba bé sau là con của anh Nghĩa kia. Thì bé trai này á, là ở nhà tên là Bin. Dạ, Bin. Năm nay là 4 tuổi. Dạ. Đây có một bé gái đang là dạ, ngủ. Dạ. Tên Ti em. Là Ti em. Dạ. Hay là 3 tuổi. Dạ. Và chị đang bé trên tay á, là một em bé nữa. Dạ. Tên là Nhàn. Dạ. Dạ, đặt tên Nhàn. À, Nhàn ha. Dạ. Ở nhà biệt danh là gì? Dạ cũng tên Nhàn, đặt tên Nhàn luôn. À. Ở nhà thì thường hay kêu là Út Tiêu. À, Út Tiêu. Dạ. Là bé Nhàn. Nay là bé mẹ rồi. Như vậy là cái quá trình mà từ lúc ở trong bụng mẹ sau chào đời cho tới bây giờ là chưa từng gặp mặt cha luôn. Dạ chưa. À, đây mọi người, đây là em bé được khoảng 5 tháng nè. Thấy cũng trắng trẻo, dễ thương quá ha. Đồng nghĩa là nãy giờ rất là nóng luôn nhưng mà dạ, không khóc. Bình thường có quấy không? Dạ không. Ừ. Chỉ có đói là mới é lên thôi. Ừ, tóc nhiều quá ha. Dạ. Vân ơi, con ẵm em bé lên. Ẵm em này lên là chị quay chị. À, ẵm em. Nhưng mà cô chỉ hỏi chị một cái là hai vợ chồng có xảy ra cái mâu thuẫn hay là một cái sự việc gì không mà sao anh bỏ đi bất ngờ dạ như vậy? Dạ không, chỉ có sau này là chồng em thấy hơi tụ tập giống như bạn bè, giống như là đi làm, nói xin đi làm mà tới tối mới về. Chứ mà hai lần mà nói đi xin đi làm đi tối mới về, tụ tập bạn bè em cũng có hơi la, em la giống em nói là giờ hoàn cảnh nó mới nhà như vậy đó, còn tụ tập bạn bè nọ là cái bữa đó nói đi xin việc làm đi luôn chứ không có gây gỗ gì hết. Trước đó là không có cãi nhau, dạ không có dạ không đánh nhau, dạ không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Dạ không, dạ không. Thì đó là một cái câu chuyện mà mình nghe thì mình thấy cũng khá là buồn cho đứa trẻ ha. Dạ. Tức là người cha đã bỏ đi biệt tâm.
Tới nay là trong bụng mẹ là được mấy tháng là bỏ đi? Ba có 3 tháng có. 3 tháng à. Từ nay là bé được 5 tháng rồi là dạ. Cũng gần 1 năm trôi qua rồi mọi người. Là chưa có tin tức gì của anh chồng. Nhưng mà không biết là anh đi xin việc có khi nào gặp sự cố nào không? Hay là bạn em cũng có nói là có gặp á. Cái lúc mà đi cỡ gần 1 tháng rồi á, bạn em nói là cũng có thấy á. Cũng có thấy ảnh mà giống như là em thì em chưa gặp được từ lúc đó tới giờ. Nhưng mà chưa... thấy ở đâu? Nói là cũng thấy ở quận Ngưỡng ở ngoài quận 5 á. Nhưng mà em thì em cũng chạy ra kiếm rồi mà không thấy. Thế trước là... đó thì anh chồng làm công việc gì ha? Dạ anh làm đủ chuyện anh, giống như là làm bảo vệ nè ở siêu thị Family đó. Rồi làm bốc xếp ở chợ An Đông giống như chở hàng á, giao hàng chở hàng đó anh. Là hồi đó là dạ. Bạn của chị nói là anh này xuất hiện ở đâu? Ở An Đông, là ở gần rừng nhà bà nội á. Nhưng mà phía bên nội thì lại nói là dạ. Anh không có về phải không? Dạ. Từ tới nay là 1 năm trôi qua rồi và một mình chị Loan là phải giữ tới 4 người con dạ. Trong đó là có một con riêng và 3 con chung với lại người chồng của mình. Nhưng mà hai anh chị này có kết hôn với nhau không? Dạ không, với mi tụi em ưng thì tụi em ở với nhau rồi. Hồi xưa là phía bên nội là có chấp nhận không? Dạ không, ở với mi là em cũng không có qua bên nội. Với mi là hai đứa em ưng nhau là ở với nhau là ảnh về nhà em ở luôn. Với mi là em ghép lại ở dạ, nhau vậy đó hả? Dạ, em thuê ở đâu thì là mẹ em mà ảnh ở chung với mẹ em rồi với con em rồi. Thì thấy là cũng có tới 3 mặt con vậy dạ. Là sinh sống với nhau cũng khá là lâu rồi đúng không? Dạ. Và được mà bao nhiêu năm rồi? Con bé em 7 tuổi là em mở anh được 5 năm. 5 năm rồi đó, tính từ đây đến nay giờ là 5 năm. Dạ. Là cũng khá là lâu chứ bộ. Trong quá trình sinh sống thì có hạnh phúc không? Dạ cũng mình thường như nhiều lúc không có tiền để xoay sở, cũng hơi có nóng nảy gây lộn rồi này nọ tí xíu thôi, chứ không có cái gì mâu thuẫn, chỉ có tự nhiên em không biết sao là cái lúc đó là tự nhiên nó xin việc làm mà đi luôn. Từ cái hồi mà chồng đi tới giờ á thì có khi nào mà mình thắc mắc là vì sao mà anh lại đi như vậy không? Dạ cũng có nhiều khi suy nghĩ là chắc tại vì khó khăn quá, người ta giống như chịu không nổi nữa, nên là với lại cũng hết duyên hợ cho nên là người ta đi, chứ em cũng không có trách đâu, móc người ta gì. Giờ ảnh đi thì cũng em cũng không biết nói gì chứ, là giờ em cố gắng em lo cho con em. Trước đó thì chị cũng có một đời chồng đúng không? Rồi dạ. Giờ đó là con riêng là bé Vân. Dạ, thì đó là sau đó sao mà hai vợ chồng lại kết thúc với nhau? Dạ chồng của em là ba của bé Vân, thực sự mà nói là rất là giỏi, nhưng mà ngược lại có một cái là tay chân thoải mái anh. Giống như hay cắp giặt á. Dạ. Cho nên là em biết là em không ở nữa. Là nghỉ cũng lâu rồi ha. Dạ. Tại vì em bé là được 7 tuổi thì dạ, bắt dạ, đầu đúng. Mới quen cái dạ. Người mới. Dạ. Thì quá trình quen nhau là có tìm hiểu lâu không? Dạ có. Cũng em cũng quen nhau cũng hai năm có, là em bắt đầu mới ở là ảnh mới về nhà em ở. Thời gian đầu thì như thế nào? Thì ảnh cũng đi làm, mới đầu là em biết ảnh là ảnh làm bảo vệ. Rồi ảnh đi làm nữa, rồi chứng minh người ta nói giờ cũng chỗ siêu thị rồi nó cũng bán ấy ảnh quá, người ta chứng minh là giảm nhân công vậy đó anh. Cái rồi là không có cho làm nữa, rồi nghỉ ảnh cũng chịu khó đi kiếm việc làm nữa. Tiện sau này cái em thấy hơi tụ tập. Cái mình bạn bè tới nhà cũ hoài á, rồi em cũng có hơi nói ảnh vài tiếng, giống như là em nói là đừng có giống như con cái này nọ, giống như là nhà khổ rồi nọ, đừng có tụ tập ăn chơi rồi nọ. Rồi từ lúc đó là em la vài tiếng, cái là tự nhiên bữa nó nói đi kiếm việc làm mà đi luôn, là mẹ con em là dọn ra ngoài. Cái lúc mà chị sang là sang một mình trong bệnh viện là không có chồng luôn à? Dạ không. Cái quá trình đó là như thế nào? Em giống như là lúc đó là em nói hồi nghe là lúc đó em được anh Phong. Ừ. Anh Phong là ảnh giúp em sanh bé này. Không là phải không? Dạ đúng rồi anh. Là anh Phong bụi ảnh giúp em là trong cái lúc mà em đi sanh á, là ảnh giúp em sanh bé này nè. Là trong bệnh viện. À biết rồi, vậy là cái lúc mà nằm ngoài đường là gặp anh Phong bụi đúng không? Dạ đúng rồi. Là anh Phong giúp dạ, con bé này. Dạ. À. Anh chỉ giúp em sanh cái anh nói là anh chỉ giúp em sanh bé này thôi. Rồi em giống như em cũng nói với ảnh là em sanh bé này sau 1 tháng là em đi kiếm việc làm, nhưng mà em kiếm việc làm thì là cái nhất là con bé này nó chưa có bú sữa ngoài quen. Em cho bú sữa ngoài nó cứ nhả ra không à, không bú sữa ngoài quen. Hiện tại bây giờ thì em vẫn đang tập cho bé bú sữa ngoài để em đi xin việc làm. Là em sanh con bé này là may mắn là được anh Phong anh giúp á. Ừ. Nhưng mà từ đó tới giờ là phía bên nội có khi nào hỏi thăm con gái gì không? Em sanh trong bệnh viện không có một ai hỏi thăm em hết. Ừ.
Dạ. Thì em cũng lúc đó, em cũng nói là em rất mừng khi là lúc em sanh bé này là còn được anh Phong, anh Nhân đồ ảnh gọi hỏi thăm em, chứ còn bên nội đồ không có ai hỏi thăm. Em bữa giờ là mình có nghĩ tới cái việc đi làm chưa? Thấy là em bé là cũng có thể là ở nhà để mà đi dạ. Sinh ngoài vậy đó. Dạ có, em mấy nay em đi xin việc làm mà em thì không có giấy tờ cho nên là em chỉ có bán trên chợ được thôi à. Mà em lên chợ thì trên chợ mấy cái cô coi nha, mấy là mấy chỗ mà em làm cũ á thì người ta nói là chợ ế quá, giờ không có ai nhận hết á. Thì em cũng qua chợ bên Tây em hỏi thì cũng là vậy luôn, cũng là chợ ế lắm. Thì em bán đó giờ trên chợ em cũng biết, thường á là tháng 5 trở lên á là em nói anh là buôn bán được lắm, mà người ta nhận người hào hào à, còn mấy tháng này thì người ta không có nhận. Cho nên là em định giống như là em bán với số, em định lấy mấy số gì em chạy vậy, tại vì mẹ em á em sợ cũng không có chăm, không có sợ ấy. Tại vì một mình mẹ em với con bé này á thì không có coi hết, tại vì hai đứa này nó quậy nè. Em muốn lấy số em cũng đi bán vòng vòng đây nè, có gì em chạy về em coi cũng được. Khi nào mà em xin được việc làm á em vẫn đi làm, mà chiều về em vẫn lấy số em đi bán thêm á. À. Đi ngồi yên nè Tiên. Để mẹ nè. Này bé bé à. Đi đắp cỏ cho bánh luôn. Đi đi. Bên. Bên. Con nghe rồi. Đây mẹ. Nhìn chú nè, nhìn chú nè. Chú ơi. Đây mọi người, đây là bé nhỏ, nãy giờ thấy cũng cưng quá, không có khóc nhè gì á. Trời nóng thì nóng thôi. Thế bình thường là bây giờ là Văn có giữ em được chưa? Dạ. Văn có cho em uống sữa được chưa? Dạ rồi. Vậy ha. Ờ thấy cưng quá nè. Nay được bao nhiêu ký rồi? Dạ đây cái 6 ký mấy nha. 6 ký mấy ha, là cũng được rồi. Ê nhìn nữa. Đừng vú em. Trộm vía là thấy dễ chịu quá. Dạ. Rất là nóng mọi người, trong nhà rất là nóng luôn, nhưng mà không có thấy khóc nhè, không có thấy la làng la xóm vậy đó. Ngồi im thôi, rất là ngoan. Chứ quậy vậy đó chú. Rồi, chứ quậy vậy. Kêu quay qua nó rồi. Chú đi. Đây mọi người, đây là bốn đứa con của chị Loan ha. Nãy giờ thì bé gái này ngủ rồi mới thức dậy. Hôm nay lại ạ đi. Hai hôm nay lại. Dạy dạy. Rồi bữa giờ thì là chỉ có một mình mẹ là đi làm thôi. Còn chị là chưa tìm được công việc để làm. Rồi sắp tới là mình cũng phải ráng mình kiếm công việc để mình làm chứ ha. Dạ. Tại bây giờ là con cái cũng tương đối là cứng cáp rồi. Dạ. Bạn thấy là bé lớn này cũng có thể là giữ em được rồi đó. Dạ. À đi con, à đi. À đi con à đi. Bữa đi sanh là Phong với lại Nhân là giữ hai em bé này phải không? Giùm phải không? Dạ không, cái đó là chị khác á. À chị khác hả? Dạ. Rồi bữa đó là đi sanh rồi ai giữ mấy em bé này? Dạ thì mẹ với lại em bé này. Vậy ha. Và bữa giờ là nếu mà không có tiền đó thì cái việc ăn uống sẽ như thế nào? Bây giờ hàng xóm cho. Hàng xóm mới cho em được cây lạc xưởng với em miếng cơm ăn. Ừ, là hàng xóm cho gì ăn cái đó. Ở trưa nay là mấy đứa nhỏ ăn cái gì? Dạ thì cho đây, giờ hồi sáng là em còn hai cái mì em mới nấu. Nấu hồi sáng là lúc anh gọi em á là mới gì nấu hai cái mì á là cho hai nhỏ ăn. Là mấy đứa này ăn cái đó không? Dạ. Nhà thì cũng khá là gọn gàng mọi người. Để em coi. Rồi, nội đi xong chảo chắc bà ngoại cũng kỹ lắm này. Sạch trên luôn. Đây là để dành cho buổi chiều đó hả? Không có, lạp xưởng mới cho mà tự nhiên đang nấu hết ga rồi. Hết ga rồi. Rồi cơm nguội với lại lạp xưởng là chiều nay đứa nhỏ ăn cái đó ha. Mình vừa chạy ra ngoài siêu thị để mà mua một ít thực phẩm cho mấy đứa nhỏ. Giờ này Loan ha. Dạ. Thì ngày hôm nay anh cũng tiện đường ghé qua anh thăm. Thì lắng nghe câu chuyện thì anh thấy rằng thứ nhất là em đã được một số anh chị giúp đỡ rồi. Thứ hai là hiện tại là em bé cũng đã cứng cáp rồi. Trong nhà cũng có một người con lớn là có thể giữ em. Và Loan với lại mẹ của Loan là còn có khả năng lao động. Nên là anh không có thể hỗ trợ tiền. Được ha. Thì em cứ đọc số điện thoại của em đi. Dạ 0901 0901 827 827 835 835 ha. Thì đây là số điện thoại của Loan. Ví dụ như mà anh có chia sẻ lên ai mà muốn giúp đỡ thì liên hệ trực tiếp với Loan thì anh không có tiếp nhận giùm. Khi mà đăng lên thì cái mục đích là coi như là thứ nhất là để anh chồng có xem được thì quay trở về ha. Thứ hai là ví dụ như có ai mà có công việc nào phù hợp ở khu vực quận 8 á, hoặc ở đây là Bình Chánh ha, thì có thể là liên hệ với lại Loan á, thì giới thiệu cho Loan làm để lo cho các con. Thì ngày hôm nay anh chỉ có thể là tặng một ít cho em bé nha, quà cho em bé nha. Bây giờ mình mang vào nha.
Đây thì có mua khá là đầy đủ. Đây, mì tôm ha. Vân ơi, con ra phụ mẹ đem hà đem đồ vô nha. Đây cái chỗ này chị đem. Lấy đường lấy cho. Ở đây thì có rất là nhiều thứ mọi người. Có sữa cho em bé, rồi mì tôm, rồi thịt trứng, gạo và bánh kẹo. Này là thực phẩm cho mấy em nhỏ ha. Với lại ngày hôm nay thì mình, khi mà mình ghé qua thì mình cũng mang một số quà của quý mạnh thường quân tặng cho bé nhỏ ha. Bao gồm là chị Thanh Hà Nguyễn ha, chị có gửi cho mình là 10 hộp sữa thì hôm nay là mình cũng mang qua cho bé 4 hộp nha. Dạ. Để sắp tới mà Loan có đi làm á thì có thể là dùng cho các bé. Dạ. Với chị Jenny Hồ, chị Jenny Hồ thì nãy là đi, tặng là bình sữa cho em bé. Với lại gì ta? Với lại khăn này cho em bé ha. Ngủ mất tiêu rồi hả? Dạ ngủ rồi. Ê, để mẹ bỏ lên mày là thịt. Ở hôm nay là có đồ ăn này đó ha. Thật cái món cơm này bả. Vậy là bắt đầu là nấu cơm khẩn cấp cho đứa nhỏ ăn luôn á. Vậy là nãy mà nếu mà Quốc Chiến không có qua là ăn cái cơm này. Cơm nó ăn nó mới cho. Cơm này ha. Cơm nguội. Cái này nó mới cho nè. Và ra hết. Mai mới qua muộn bà chị tới mời chị con ngang con này cũng còn không biết đâu là đâu đủ là thật. Như là như Chiến đúng không? Đúng không? Dạ, trước tiên thì em cũng cảm ơn anh Quốc Chiến với lại em cảm ơn anh chị đã Bình Quân giúp đỡ mẹ con em ít lương thực với sữa tã cho con em đồ. Dạ, em cũng với anh chị nào còn ở quận 8 hay là mình thân mình tránh rồi biết có công việc nào gần đây á chị em giùm, tại vì cái nhất vì bé em thì cũng chưa có cứ khắp lắm, em cũng muốn kiếm gần ở đây để em dễ làm đi tới đi lui. Thứ hai thì em cũng muốn kiếm thêm công việc để về nhà làm thêm, nhưng mà anh chị nào có biết thì chỉ giúp em giùm để em nhận về nhà em làm thêm cũng được. Rồi vậy dạ. Cố gắng lên ha. Dạ. Hy vọng là trong cái thời gian tới thì Loan sẽ sớm kiếm được công việc để mà có thể là cùng với là mẹ lo cho các cháu nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Biến vui không? Biến ạ đi. Cho có mấy cái bánh mà tụi nhỏ vui ghê không? Con cảm ơn mẹ chưa? Dễ thương ha. Này, mẹ cho con. À đi chú cho. À to lên. Rồi. Rồi con. Rồi cái này kia đưa cho chị Hai giữ nha. Rồi khi nào mà chị Hai cho ăn ha. Đây. Rồi. Vui chưa? Vui chưa? À. Vui rồi ha. Không khóc nữa nha. Cảm ơn chú Tiến. Rồi, được rồi con. Mấy đứa nhỏ rồi được cho bánh nó vui quá trời vui kìa. Thôi cố gắng lên nha. Rồi. Bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye chú đi. Đi về nhà chú không? Lên xe về luôn. Leo lên. Ôi leo thiệt luôn rồi trời. Thôi lên thiệt á. Đó, bé em nhà ra ngoài là ai kêu về, ai kêu đi cũng đi vậy đó hả? Đi với chú à, phải đi với chú à. Rồi bye bye mẹ với bà đi rồi về chú. Bye bye đi. Bye bye. Đó kéo à. Thế là đòi về mình á mọi người.